Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại với tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Kính thưa quý vị, bây giờ là 23:45 và ngay lúc này đây thì mình đang có mặt ở phía trước cửa đến A1 sân bay Tân Sơn Nhất, rất quen thuộc đối với tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đây là một video clip mà tiếp theo trong cái video clip trước mà mình đã đăng tải trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Bởi lẽ thì những cái video clip ở tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất hầu như là có rất nhiều lời yêu cầu của một số quý cô chú anh chị và các bạn bên nước ngoài muốn lưu lại, muốn ghi lại những hình ảnh của gia đình, người thân và bạn bè ở lần đầu tiên trở về Việt Nam và đặc biệt là lần đầu tiên bước ra khỏi cửa A1 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chính vì điều đó cho nên nhiều anh chị đã để lại những cái bình luận yêu cầu mình ghi hình trực tiếp tại đây. Và do là phải ghi hình liên tục để không bỏ sót những người thân, bạn bè của quý cô chú anh chị và các bạn, cho nên những cái video clip ở trên kênh YouTube Tường Vũ Channel về phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất có lẽ là độ dài nó khá là nhiều, khoảng tầm 30 phút đến 45 phút. Chính vì vậy cho nên rất mong quý cô chú anh chị và các bạn vui lòng thông cảm. Tường Vũ Channel cũng biết rằng khi mà làm clip quá dài như vậy thì anh chị cô chú sẽ xem cảm thấy nó buồn và nó chán, đôi khi xem vài phút là không muốn xem nữa. Tuy nhiên với những lời yêu cầu của một số anh chị thì lại rất muốn xem kỹ để nhìn thấy được những người thân của mình đẩy hành lý từ phía bên trong ra phía bên ngoài và muốn thấy người thân của mình càng lâu càng tốt trên video clip. Do là như vậy cho nên mình cũng phải cố gắng để cập nhật và cũng đã cố gắng để rút ngắn cái thời gian ghi hình ở tại đây. Tuy nhiên điều đó cũng rất là khó bởi lẽ sợ rằng khi mà rút ngắn cái video clip lại thì một số lời yêu cầu của anh chị đó bị nhỡ không có thấy được người thân đi ra từ khỏi cửa A1 này. Cho nên cũng rất kính mong quý cô chú anh chị và các bạn vui lòng thông cảm giúp cho Tường Vũ Channel được ghi hình trọn vẹn ở tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Và đặc biệt thì những video clip được ghi hình trực tiếp tại đây cũng muốn gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn ở bên nước ngoài được xem nhìn thấy hình ảnh nhộn nhịp tất bật ở tại sân bay. Như phía trước màn hình lúc này đây thì chúng ta thấy dòng người đang tất bật liên tục đẩy hành lý ra phía ngoài. Và ở tại sân bay Tân Sơn Nhất thì cứ sau 22 giờ đêm cho đến 1-2 giờ sáng hôm sau thì sẽ đón rất nhiều chuyến bay quốc tế hạ cánh, đặc biệt là những chuyến bay đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số hãng khác như là hãng Qatar, rồi hãng Singapore Airlines, hãng Cathay Pacific của Hồng Kông. Cho nên chắc chắn là đêm khuya thì sân bay càng đông đúc và nhộn nhịp hơn. Bây giờ cũng đã gần là 0 giờ của ngày 5 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên thì phía bên tay trái màn hình của chúng ta cũng như là phía bên tay phải thì đang có hàng trăm bà con vẫn đứng tiếp tục để mà chờ đón người thân của mình. Và trên bản điện tử ngày hôm nay, Tường Vũ Channel cũng đã có nhìn sơ qua, thấy là hầu hết các chuyến bay sau 22 giờ hạ cánh đều trễ hơn dự kiến kế hoạch là khoảng 40 cho đến 45 phút. Các chuyến bay hạ cánh đêm khuya như thế này thì chủ yếu là các chuyến bay đến từ Narita, Tokyo, Nhật Bản cũng như là một số chuyến đến từ Incheon, Seoul của Hàn Quốc. Và đặc biệt là trên các chuyến bay đó thì hầu hết là cô chú Việt Kiều bên Mỹ về cũng khá là đông. Và ban ngày, buổi sáng, buổi trưa thì có một số anh chị cũng đến từ Mỹ đi của hãng hàng không Hàn Quốc, Nhật Bản cũng có, và đặc biệt là các hãng như của Đài Loan, Eva của Đài Loan thì hạ cánh buổi trưa 9, 10 giờ sáng, 11 giờ sáng. Tuy nhiên các chuyến bay hạ cánh vào buổi sáng, buổi trưa thì không có đông như là buổi chiều, buổi tối. Buổi chiều khoảng tầm 3-4 giờ cũng khá đông,
và buổi tối đêm khuya thì phải nói rất đông. Trong cái video clip trước ngày hôm qua thì cũng đi ghi hình theo lời yêu cầu của một chị ở bên nước ngoài, nhưng mà không biết là chị có thấy được cái người thân của mình hay không, cho nên trong cái video clip này Tường Vũ Channel lại tiếp tục cập nhật tiếp theo để xem thử là nếu như anh chị đó không thấy người thân của mình trong cái clip trước thì có thể trong cái video clip này. Phải nói năm nay mặc dù là giá vé tháng 6, tháng 7 đang rất là cao từ Mỹ bay về Sài Gòn, tuy nhiên thì bà con kiều bào chúng ta thấy vẫn đang tất bật, mỗi ngày mỗi đêm đều có rất là đông. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, theo những thông tin mới nhất thì có rất nhiều phi công người Việt đã chấm dứt hợp đồng lao động với Vietnam Airlines. Vì sao? Nguyên nhân vì đâu mà nhiều phi công của Vietnam Airlines lại xin nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng như vậy cô chú anh chị và các bạn? Trong khi đó thì Vietnam Airlines được đánh giá là một trong những hãng hàng không dẫn đầu, uy tín bậc nhất ở tại Việt Nam hiện nay. Và theo như thông tin thì trong giai đoạn từ năm 2018 cho đến năm 2022 vừa rồi thì Vietnam Airlines cũng đã chấm dứt hợp đồng lao động với rất nhiều phi công người Việt, con số này lên đến 154 người. Và cái mấu chốt của việc chấm dứt hợp đồng này là do sự chênh lệch tiền lương giữa phi công người Việt Nam so với phi công người nước ngoài, kính thưa quý vị. Để lý giải về việc này thì ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, đã có một văn bản góp ý gửi đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc lấy ý kiến để mà dự thảo tờ trình và nghị định bổ sung một số cái thông tin, cái quy định về lương bổng cho phi công Việt Nam. Theo đó thì lãnh đạo Vietnam Airlines đã cho rằng nghị định 20/2020 quy định khi mà xác định đơn giá tiền lương khoáng năm 2020 thì Vietnam Airlines được tính bù chênh lệch tiền lương của phi công là người Việt Nam mà công ty trả thấp hơn so với phi công là người nước ngoài. Và tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, vì vậy cho nên Vietnam Airlines đã không thỏa mãn cái điều kiện về lợi nhuận để được tính bổ sung phần chênh lệch tiền lương của phi công Việt Nam và phi công nước ngoài. Vì vậy đã có sự chênh lệch khá lớn về mức tiền lương giữa hai nhóm phi công này của Vietnam Airlines. Ví dụ như là cùng một chức danh, cùng một đội bay và cùng thực hiện nhiệm vụ giống nhau, tương tự nhau. Và với phi công của hãng hàng không trong nước, nhưng mà sự chênh lệch lương bổng lại rất khác biệt. Như chúng ta về vấn đề lương bổng chênh lệch lớn giữa phi công Việt Nam và phi công nước ngoài đã dẫn đến đa số là phi công Việt Nam đã muốn chấm dứt hợp đồng lao động với Vietnam Airlines trong giai đoạn từ năm 2018 cho đến năm 2022 vừa rồi. Con số đó đã lên tới 154 người. Phải nói giật mình với một công việc phi công đáng mơ ước và lương rất là cao. Tuy nhiên thì cho đến 154 người đã chấm dứt hợp đồng. Và đến hết quý 1 năm nay, tức là hết quý 1 năm 2023 này, đã có thêm 8 phi công Việt Nam xin chấm dứt hợp đồng lao động với Vietnam Airlines, kính thưa quý vị. Như vậy thì có thể nói rằng thị trường hàng không phục hồi sau khi Covid-19 được kiểm soát tốt trên toàn thế giới thì con số này tiếp tục tăng.
Và nếu như Vietnam Airlines không có động thái tích cực để giữ chân người lao động thì con số này còn tiếp tục tăng nữa, cô chú anh chị và các bạn. Lãnh đạo của Vietnam Airlines cũng đã nhấn mạnh việc phi công xin thôi việc, chấm dứt hợp đồng, chuyển nhà khai thác, tức là chuyển sang các hãng hàng không khác, cô chú anh chị và các bạn. Đặc biệt trong giai đoạn hậu Covid-19 đã đe dọa nghiêm trọng đến kế hoạch phát triển của đội tàu bay Vietnam Airlines. Và hiện nay thì Vietnam Airlines cũng mong muốn rằng để đảm bảo giữ chân thu hút lao động phi công Việt Nam, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của hãng hàng không số 1 Việt Nam, thì ông Đặng Ngọc Hòa đã khẳng định để mà xây dựng một cái cơ chế bù chênh lệch lương giữa phi công Việt Nam và phi công nước ngoài cho hãng hàng không Vietnam Airlines là điều quan trọng nhất của chú anh chị và các bạn. Kính thưa quý vị, theo báo cáo của Vietnam Airlines thì tổng số lao động làm việc cho hãng năm 2022 là 6.028 người, trong đó bao gồm 4.417 người do hãng bay trả lương từ quỹ tiền lương theo đơn giá khoán, và có 829 phi công Việt Nam, có 3.581 tiếp viên và lao động gián tiếp, 152 phi công nước ngoài ký hợp đồng với đối tác cung ứng nhân lực. Vietnam Airlines không trả lương trực tiếp, cô chú anh chị và các bạn, trả lương qua một đối tác cung ứng về nhân lực. Mức tiền lương quân bình của phi công Việt Nam là 85 triệu đồng trên một tháng trên một người. Như vậy thì mức tiền lương bình quân của một phi công Việt Nam là 85 triệu đồng trên một tháng cho một người, chỉ bằng 59% so với phi công nước ngoài mà thôi, cô chú anh chị và các bạn. Khoảng 145 triệu đồng trên một tháng cho một người. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, năm 2019 tiền lương của một phi công Việt Nam là 135,4 triệu đồng trên một tháng trên một người, chỉ bằng 48% lương của phi công nước ngoài mà thôi. Thời điểm năm 2019 lương phi công nước ngoài là 281,68 triệu đồng một tháng, cô chú anh chị và các bạn, rất là cao luôn cô chú anh chị và các bạn ơi, quá cao luôn. Hiện nay thì đối với hãng hàng không Vietnam Airlines cũng đã khôi phục toàn bộ mạng bay nội địa cũng như là quốc tế so với trước đây. Cho nên việc mà khai thác số đường bay trở lại cũng đã tăng rất cao, khoảng 90%. Hiện nay đối với hãng hàng không Vietnam Airlines đã khôi phục toàn bộ mạng bay trong nước. Còn nước ngoài, tức là mạng bay quốc tế thì đã khôi phục trở lại 90%. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng việc mà phi công Vietnam Airlines đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn luôn và mong muốn chấm dứt hợp đồng với Vietnam Airlines để chuyển sang các hãng hàng không khác là do bởi lương thấp hơn rất nhiều so với lương của phi công nước ngoài. Tất cả cùng vị trí, cùng giờ bay, cùng thâm niên và cùng nhiệm vụ luôn, nhưng mà thấp hơn. Thì đây là một bài toán rất là hóc búa, cần sự quyết liệt cũng như là nâng cấp chế độ cho phi công để giữ những phi công của Việt Nam ở lại với hãng hàng không Vietnam Airlines, kính thưa quý vị. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, cũng có rất nhiều anh chị có hỏi rằng nếu mà từ Mỹ về Việt Nam thì khi mà chúng ta nhập cảnh tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất thì một người có thể đem theo được bao nhiêu lít rượu, cô chú anh chị và các bạn đã hỏi như vậy. Thì
thì Tường Vũ Chính Hội cũng xin phép chia sẻ rằng là đối với quy định của luật nhập cảnh tại Việt Nam đó, thì mỗi người sẽ được mang tối đa là 2 lít rượu nhẹ dưới 20 độ. Còn nếu mà rượu mạnh đó cô chú anh chị và các bạn, tức là rượu mà từ 20 độ trở lên đó, thì mỗi người sẽ được mang 1,5 lít. Còn đối với bia thì rượu nhẹ thì cô chú anh chị và các bạn mang tối đa là 3 lít mà thôi, chứ không có được mang nhiều loại rượu mạnh đó. Thì nếu mà cô chú anh chị mang không đúng quy định sẽ chắc chắn là hải quan sẽ hỏi và yêu cầu chúng ta phải đóng thuế theo quy định nha cô chú anh chị và các bạn. Hiện nay thì Quốc hội cũng đang tiếp tục để mà thảo luận xem thử là có thông qua được những cái đề xuất, những cái dự thảo về luật xuất nhập cảnh mới trong đợt kỳ họp Quốc hội lần này hay không, thì chúng ta cũng sẽ đợi chờ thêm. Nhưng mà theo như sự nhất trí cao của đa số đại biểu Quốc hội đợt này cho rằng là việc mà miễn visa cho một số nước trên thế giới bằng visa điện tử, cũng như là tăng cái thời hạn lưu trú tạm trú, tăng thời hạn visa cho một số kiều bào người nước ngoài khi mà nhập cảnh vào Việt Nam, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái thông tin cụ thể hơn trong thời gian sau ngày mùng 10, sau ngày 11 tháng 6 của chú chị và các bạn. Thì Quốc hội sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 6 năm 2023, tuy nhiên sau đó thì chúng ta mới biết được kết quả như thế nào. Nhưng mà theo như những cái đề xuất, những cái dự thảo của Bộ Công an đưa ra thì gần như là phải nói trên 90% đa số đại biểu Quốc hội đã thống nhất với cái việc mà sửa đổi cũng như là bổ sung một số cái quy định mới nhập cảnh này. Cho nên cô chú anh chị và các bạn cũng hết sức thoải mái khi mà nhập cảnh về Việt Nam, không phải quan tâm đến visa, cũng không phải quan tâm đến thời hạn quá ngắn như trước đây. Hầu hết những cái đề xuất của Bộ Công an đưa ra trong kỳ họp Quốc hội lần này, đa số là đại biểu Quốc hội đều đồng tình với cái việc mà sẽ miễn visa cho tất cả các nước trong khối Liên minh châu Âu EU, cũng như là một số nước khác như là Canada, Úc, Mỹ nữa cô chú anh chị và các bạn. Thì chắc chắn là trong một vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ có được cái thông tin chính thức sau khi kết thúc kỳ họp này cô chú anh chị và các bạn nha. Dĩ nhiên thì Quốc hội cũng sẽ thông qua rất là nhanh và áp dụng luôn, từ đó sẽ thu hút nhiều khách du lịch quốc tế, đặc biệt là kiều bào về Việt Nam. Và nói trong đêm ngày hôm nay chúng ta thấy phía trước cũng khá đông kiều bào và khách liên tục đẩy hành lý ra phía ngoài. Tường Vũ Chính Hội cũng rất cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành rất là nhiều thời gian để xem kênh YouTube Tường Vũ Chính Hội. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha.
Và như vậy có lẽ những hình ảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong đêm khuya ngày 4 tháng 6 năm 2023 cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.